Hello anh em, lại là Minh Phụng Music đây. Như vậy là Cutman KS3 đã chính thức quay trở lại với các bạn. Với những khách hàng lâu năm của chúng mình thì đã rất lâu, cây piano điện KS3 mới có dịp được lên sóng trong chuyến giao hàng tại Tân Phú. Còn những bản mới thì KS3 sẽ có rất nhiều thay đổi từ kích thước, hình dáng cũng như tính năng hiện đại được trang bị trên đàn so với mẫu KS1 mà các bạn thường thấy trong các buổi giao đàn trước đây. Hãy xem video và tìm hiểu nhé. Mời các bạn cùng theo chân team đem KS3 đến cho cụ bé mê âm nhạc. Trước mặt các bạn, đây là kho đóng hàng của Minh Phụng Music. Nhìn lô hàng được chất đầy và ngăn nắp có đã mắt không mọi người? Nào là organ SV800, piano KS3 và rất nhiều cây đàn khác đang được team chuẩn bị để giao đến khách hàng như trong clip các bạn đang xem. Đơn hàng giao K150 đang được ràng kỹ càng để chuẩn bị khởi hành. Không ngoài lệ nữa, xe bán tải chở KS3 đã đến. Nổ máy và cùng theo chân anh em mình lên đường nhé. Đường phố bây giờ đã xế chiều. Vì nay là cuối tuần nên mọi người đang hối hả hoàn tất công việc để đi dạo phố cùng người thân. Đã đến nhà khách, nhà có không gian vừa phải nhưng đầy đủ tiện nghi. Đàn KS3 sẽ được team mang lên tận phòng cho bé. Các bạn có tò mò vì sao KS3 lại được sự yêu thích của bé đến vậy không? Nào cùng tìm hiểu nhé. Trong thùng KS3 sẽ có thân đàn, chân đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và bộ ốc lắp đàn. Quà tặng theo đàn sẽ là một ghế piano cao cấp thiết kế bền đẹp cứng cáp, bên trên lớp đệm dày giúp bạn thoải mái khi ngồi. KS3 thích hợp cho những bạn đang muốn học đàn, khách hàng mới tiếp xúc với bộ môn này cho mục đích sử dụng lâu dài để rèn luyện, nâng cao kỹ năng cũng như thư giãn trong không gian âm nhạc cùng người thân trong gia đình. Đàn được cài sẵn 210 điệu nhạc, 500 tiếng đem đến cho người chơi nhiều phong cách chơi, mang nhiều màu sắc tạo sự khác biệt riêng. Sở hữu màn hình LCD 4 inch hiển thị rõ các chức năng của đàn, dễ dàng cho người chơi tiếp cận. Trang bị trên đàn hiện đại với 88 phím cảm ứng lực nhấn với đa âm polyphony lên đến 128 âm, dùng để người chơi có thể đánh nhiều hơn một nốt nhạc cùng lúc trên đàn, mang đến âm thanh chất lượng, nâng cao khả năng cảm âm của người chơi đàn. Đàn sở hữu 8 băng tiếng, một băng chứa được 4 tiếng, đồng thời sử dụng nhiều chức năng phổ thông như transpo, tăng giảm tông, metronome, đếm nhịp, phi, đổi băng tiếng tự do không lo bị chuyển nhạc đệm, dual voice, trộn tiếng, key split, chia bàn phím và record ghi âm. Trang bị headphone để người chơi không gây tiếng ồn hoặc làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Kết nối MIDI cho phép truyền tín hiệu vào laptop, smartphone cũng như soạn nhạc, lưu nhạc bằng file MIDI. Phần quà siêu giá trị nhất khi khách mua KS3 sẽ là cài đặt 10 bản nhạc Việt theo sở thích của khách hàng do chính team Minh Phụng Music cài đặt. Ngoài màu đen của KS3 cậu bé mua thì đàn còn có màu nâu gỗ và trắng theo sở thích của mỗi người. Nào cùng bóc siêu và thử đàn cùng cậu bé với bạn nhân viên nhé. Minh Phụng Music chân thành cảm ơn chú và em đã tin tưởng và đồng hành cùng công ty. Chúc em sẽ có những kết quả tốt trong quá trình học nhạc của mình. Thêm bật mí về chế độ bảo hành sản phẩm KS3 nhé. Khi mua đàn các bạn sẽ nhận được chế độ bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, vận chuyển và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Hãy like, share, subscribe tạo động lực cho team chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.